chào cả nhà nhé. Cái thời gian mà lúc sốt về cách đây lúc mà dịch sốt đi, em ngồi ở nhà. Em Bùi Trung Hiếu xin chào tất cả các anh các chị các bạn. Nửa tiếng em kiếm được 2 tỷ. Chúc cả nhà yêu có một nhưng bây giờ người khôn của khó. Em đi làm bất động sản giá bữa cơm trưa ngon miệng nhé cả nhà yêu nhá. Có hay là đất của mình bán ra mình cũng không bao giờ mình tăng giá lên được. Đấy, mình không nói giá cao. Cả nhà ăn cơm chưa? Một chiếc đất nó. Chào Nguyễn Hòa nhá. Đấy. Đúng ạ. Yes, hello Nguyễn Hòa. Mình vênh giá lên được chứ bây giờ các bố các mẹ bây giờ cái lô đất có mấy chục triệu, hơn 100 triệu vênh giá làm sao được. Đấy. Chào Hiền Nguyễn nhá. Mình làm uy tín đi. Nên tại sao em có những cái các anh chị thật sự muốn đầu tư với em. Đấy. Hùng Hiếu xin chào tất cả. Đấy, chào nắng nhẹ chiều nhá. Anh cũng đi kiếm tiền thôi em, giàu cái gì em. Yes, hello em. Đấy, bây giờ em đi lại cho các anh chị một lần nữa này. Nắng quá. Đất này có xây nhà được không? Xây luôn à. Chào anh nhá. Trần Văn Lộc bạn vừa kết bạn. Chào nó nhóc nhá. Chào đất em. Xây nhà luôn được các anh chị đây, dân cư xung quanh đây các anh chị. Chào Thị Nga Nguyễn. Chào cả nhà. Chào bạn Đặng Văn Phẩm. Cảm ơn bạn. Đang đi mua đất bạn ạ. Nắng vẫn phải đi. Đang đi mua đất. Mang cả điếu cày đi đấy. Chào Nguyễn Hòa, chào Nhung Đào. Chào Trang Nguyễn nhá. Em giờ đi buôn đất rồi. Buôn đất rồi cả nhà yêu ạ. À, mệt lắm. Cả nhà thấy em hiếu đẳng cấp không? À. Cả nhà thấy em hiếu đẳng cấp không? À. Uy tín luôn. Sổ thật đấy cả nhà yêu ạ. À, sổ thật hết. À. Uy tín luôn. Không có sổ giả nhé cả nhà nhá. Không có sổ giả. À. Nhiều người ước mơ cả nhà yêu ạ. Nhiều người ước mơ luôn. Đúng không? À. Uy tín không cả nhà? Đấy. Đi buôn nó phải như thế mới gọi là đi buôn đúng không? Đấy. Cả nhà nhớ ủng hộ em nhá. Nhớ ủng hộ em nhá. Này. Nhiều người ước mơ một cái nhỉ cả nhà nhỉ? Đấy. Người thật việc thật luôn. Này. Toàn đột chết chuyệt, chuyệt luôn này. Này. Úi trời ơi, sướng không cả nhà, thích không cả nhà. Đấy. Sướng không cả nhà. Cả nhà thấy thế nào, uy tín không? Đủ uy tín chưa? Các bác thấy em đủ uy tín chưa? Cả nhà thấy em đủ uy tín chưa? Quá uy tín luôn ấy. Đã là Bùi Trung Hiếu thì nó là ở một cái tầm khác rồi, đúng không cả nhà? Đấy. Nó là ở một cái tầm khác rồi. Đấy. Nói nó phải có sách. Vách nó phải có trứng. Nhờ cả nhà yêu nhờ. Năm nay chủ yếu là em mua vào là chính. Vâng, năm nay em mua vào là chính. Cái chính là mua vào. Đấy. Nếu mà ai phải thật sự, tức là ai phải thật sự đam mê về đất. Đấy. Thì là em mới bán. Chứ còn đúng ra nhá, là phải sau 1 năm, 2 năm sau thì em mới bán. Tức là bây giờ em mua, giờ này sang năm em mới bán. Hoặc giờ này của sang năm nữa em mới bán. Ừ. Em đang ôm mà. Ừ. Em đang ôm. Vâng. Chơi cái này là lành nhất cả nhà yêu ạ. Cả nhà yêu công nhận không? Chơi cái này là lành nhất. Các cô, các chú, các anh, các chị, các bạn. Những ai mà cần mua đất thổ cư nhá, cần mua đất thổ cư ở trong Gia Lai này, Đắk Lắk này. Rồi thì ở đâu giá trị ở đấy? Ở gì nhỉ? Các anh chị nhá.
đất thành phố gần cụm khu công nghiệp. Nói chung là các tỉnh. Các tỉnh. Bây giờ em nói các anh chị sợ không có tiền mà mua thôi. Mà liên hệ với em Hiếu là không qua trung gian nhá. Báo cáo với các cô, các chú như thế. Là riêng qua em Hiếu là không cần phải qua trung gian. Thích là nhích thôi. Đúng không? Đấy, thích là nhích thôi. Dạ, em cảm ơn chị Bông Bộ. Mỗi người một việc cả nhà yêu ạ. Mỗi người một việc. Nhưng mà mình thì mình chọn cái việc này nó hơi vất vả một chút. Mình đang chọn cái nghề nó hơi vất vả một tí. Ok, cảm ơn Thảo Đỗ. Anh đang đi bán đất. Tối anh tìm vợ tìm chồng. Chào Xuân Hưng. Ăn gì mà đỏ mồm thế, không phải đâu. Cái ad này nó vậy đấy. Em đang ở quê này. Em đang đi ở quê này, cả nhà nhìn này. Cho cả nhà xem quê hương này. Đấy. Quê hương đấy, đấy quê hương là chùm khế ngọt đấy. Đấy. Em đang xử lý hai mảnh này cả nhà yêu ạ. Mảnh này này. Đây mảnh này. Cả nhà nhìn thấy không? Cả nhà nhìn thấy mảnh này không? Nhìn thấy mảnh này không? Đấy cả hai mảnh này luôn. Đây, mảnh này là một này, mảnh này là một này. Đấy. Mảnh này là hai này, mảnh này là hai này. Mảnh này là hai này. Đấy, mảnh này là hai này. Đấy, em chơi hai mảnh này liền. Mảnh này là một, mảnh này là hai. Mệt lắm. Vất vả lắm. Em thì lọ mọ lắm. Sổ thật đấy nhá, cả nhà nhá. Bây giờ trong tay hiện tại bây giờ có khoảng 40 cái sổ đỏ rồi. Tổng. Cả nhà yêu ạ. Cả nhà nhớ là chúc mừng cho em Hiếu nhá. Tất cả các anh, các chị, các bạn nhớ là chúc mừng cho em Bùi Trung Hiếu nhá. Hiện bây giờ trong tay là có 40 cái sổ đỏ rồi. Đấy, em đang cầm cái này này. Đây, đây. Bờ đấy, từ đây. Góc kia, góc kia. Đấy, ra đây, ra đây. Đấy. Với lại miếng bên kia nữa. Miếng bên kia nữa, miếng bên kia nữa. Em đang phục hai miếng này, đang phục hai miếng này. Họ đang cần tiền, họ đang cần tiền. Vất vả không cả nhà đấy, vất vả không? Đấy, vất vả không? Đấy. Vất vả không? Miếng này đẹp mà cả nhà. Miếng này đẹp. Chúc mừng, đúng rồi. Cảm ơn Dung Kim. Cảm ơn cả nhà yêu. Thôi cuộc sống cả nhà yêu ạ. Ok, cảm ơn Thành Dương nhá. Cảm ơn Thành Dương. Em đi đâu em phải mang theo cái điếu cày đấy. Vâng. Em đi đâu em cũng phải mang theo cái điếu cày đấy. Vâng, số em nó vất vả lắm. Mỗi người một công việc cả nhà yêu ạ. Mỗi người một công việc. Em cảm ơn chị Lý Nguyễn. Em đang xử lý hai mảnh này chị ạ. Hai mảnh này. Em đang xử lý hai mảnh này. Đang xử lý hai mảnh này. Ôi dồi ôi. Đang đợi xử lý hai mảnh này. Nắng. Nhiều đất rồi. Thôi công việc nó vất vả. Hello anh Dậu. Hello anh yêu. Em chào anh Dậu nhá. Hello anh Giai. Anh Dậu ơi. Anh Dậu ơi. Ôi trời ơi này. Anh Giai ơi. Này sổ đỏ này. Chúc mừng em chưa? Anh Giai chúc mừng em chưa? Đây. Đây, sổ đỏ này. Đây. Trời ơi. Ôi giời ơi. Chú quá uy tín. Nhớ phải chúc mừng em đấy. Phải nhớ là phải chúc mừng em yêu đấy. Và uy tín luôn. Chào Dung Kim.
Em cảm ơn cả nhà nhé. Em chúc tất cả các anh, các chị, các bạn, các em ở mọi vùng miền của Tổ quốc luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, thành công, thành đạt. Đấy, bây giờ bước 1 nhá. Bước 1 là em Hiếu đang đi ôm đất, đang đi ôm đất, đầu tư đất. Đấy, tức là năm nay là em chỉ có mua vào thôi. Thì giờ này sang năm thì em mới bán ra. Tức là giờ này của sang năm thì em mới bán ra nhá. Đấy, vâng. Em đi mua các tỉnh, Đấy, đất thổ cư cả nhà yêu ạ. Đất thổ cư không mồ mả, không tranh chấp. Quan điểm là mua đất đẹp, không mồ mả, không tranh chấp. Đấy. Nếu như mà để bây giờ trong tay có mấy chục quyền sổ đỏ, nó không đơn giản, đúng không cả nhà? Đúng không? Cả một cái vấn đề. Đấy. Cả nhà nhớ là ủng hộ em là được nhá. Em cảm ơn cả nhà yêu rất nhiều. Bây giờ em đang phục cái gia đình nhà này. Đang cần tiền. Kiểu gì từ giờ đến tối là sẽ xử lý xong cái vụ này. Đấy, chắc chỉ tầm cuối tuần sau là ra sổ thôi. Hai mảnh này là hai sổ cả nhà yêu ạ. Hai cái mảnh vừa xong em quay đấy là ra hai sổ. Vâng. Thế nha, em cảm ơn cả nhà nhá. Cả nhà luôn ủng hộ em Bùi Trung Hiếu nhá. Em cảm ơn cả nhà rất rất nhiều.